Học các vị thần yêu thương người thế gian Các con đều là những chiếc lá trên cùng một thân cây Đều là những giọt nước trong cùng một đại dương Ba hai giáo Không một chúng sanh nào mà không có đầy đủ trí huệ của Như Lai Phật giáo giê -xu nói hiếu kính với cha mẹ Yêu thương người khác như chính bản thân mình Kỳ tôn giáo Ta chính là người cần được liễu ngộ trong tất cả kinh điển khởi phát những trí huệ trong kinh điển ta hiểu được tất cả những chân lý ở trong đó ấn độ giáo nhưng loại vốn là cùng một dân tộc islam giáo linh hồn của chúng sanh vốn nương tựa lẫn nhau do thái giáo ta là jehovah các người hãy yêu thương người khác như chính bản thân mình do thái giáo Thượng đế không có đi và đến Ngài ở khắp mọi nơi Phổ độ cho hết thảy Suy giáo Đạo trời lợi mà không hại Đạo thánh nhân làm mà không tranh Đạo giáo Thượng đế và những chân lý Đã tuyên thuyết chính là một loại ngôn ngữ Khải thị thần thánh Loại ngôn ngữ này xuất phát từ một tâm linh thánh khiết nhất Bái họa giáo Học tập Thần ái thế nhân Tình không là Pháp Sư chủ giảng Ngày 30 tháng 10 năm 2018 Tại Hội Hữu Nghị Tịnh không Thuộc Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc Các vị Pháp Sư Các vị Đồng học Xin mời ngồi Xin mời xem Thần Ái Thế Nhân Trang 59 Trang 59 Chúng ta cùng đọc qua Kinh văn một lần Như Lai Trí Huệ Vô Tướng Trí Huệ Vô Ngại Trí Huệ Cụ Túc Tại Ư Chúng sanh thân trung Dĩnh ly Vọng tưởng Điên đảo Cấu phượng Cụ kiến Như lai trí huệ Tại kỳ thân nội Giữ Phật vô dị Đây vẫn là kinh văn Được trích lục ra từ trên Kinh Hoa Nghiêm Phật Pháp Chính là Pháp trí huệ Pháp giác ngộ tổng hợp lại mà nói chính là ba câu này thứ nhất là trí huệ thứ hai là vô tướng trí huệ thứ ba là vô ngại trí huệ đã đem tất cả phật pháp bao gồm vào trong đó rồi như lai là ý nghĩa gì kim phật như cổ phật tái lai cho nên xưng gọi là như lai người thông thường chúng ta rất khó thể hội được đây là phải cần Người có công phu tu trì tương đối. Thì họ sẽ lý giải được đối với câu nói này. Tuy là có sự lý giải nhưng độ sâu cạn là không như nhau. Có người thì giải sâu, có người giải được tương đối cạn. Còn tuyệt đại đa số thì hoàn toàn không thể lý giải được vô tướng trí huệ họ thì không trước tướng vì sao vậy tướng là giả tướng không phải là thật vô tướng trí huệ nhìn thấy rồi vô ngại trí huệ minh bạch rồi những danh từ này đều là từ trí huệ mà khởi tác dụng định ra những danh từ này đại thừa phật pháp vừa nhìn thì liền hiểu ngay trí huệ ở đâu vậy trí huệ là chân tâm của như lai chân tâm là trí huệ của như lai vô tướng vô ngại đồng thời hiện tiền trên kinh nói rất hay cụ túc tại ưa chúng sanh thân trung phía trước là nói ba loại trí huệ Vĩnh ly vọng tưởng Điên đảo Cấu phược Điên đảo Cái chữ này thì dễ hiểu Thế nào là Cấu phượng Cấu phượng là ô nhiễm Bị một số Giả tướng Làm ô nhiễm cho rằng những giả tướng này là thật Như vậy thì liền bị ô nhiễm Bồ Tát Đại Thừa Hiểu được Cho nên các ngài có thể giống như Trên Kinh Kim Cang nói Bất thủ ư tướng cũng chính là chúng ta thường hay nói đem hết thảy giả tướng buông xuống không nên đem nó để ở trong tâm chính là cái ý này đem giả tướng để ở trong tâm tâm của chúng ta đã mê rồi thế nào gọi là mê phía trước đã nói trí huệ như lai trí huệ vô tướng trí huệ vô ngại hoàn toàn đều không còn nhìn thấy nữa thì đây gọi là ô nhiễm ba loại trí huệ hiện tiền là bồ tát cũng có thể nói bạn nhìn thấy phật rồi Phật ở đâu vậy? Phật ở trong thân của bạn Hai câu sau cùng Cụ Kiến như lai trí huệ Tại kỳ thân nội Giữ Phật vô dị Những lời này là lời thật là chân tướng sự thật chúng ta hôm nay đọc đến câu này nghe đến câu này rất mù mờ không biết là nói cái gì đây là nguyên nhân gì chính là ở phía trước đã nói vọng tưởng điên đảo cấu phược bày ra rất rõ ràng ở ngay trước mắt chúng ta làm thế nào để đem ba loại trí huệ của phật hiện tiền trí huệ vô tướng trí huệ vô ngại trí huệ như lai làm thế nào có thể khiến cho nó hiện tiền nhìn thấu buông xả nhìn thấu hiểu được chân tướng sự thật gọi là nhìn thấu nó rất có tác dụng có tác dụng gì vậy giúp cho bạn buông xả hay nói cách khác hầu hết người học phật có người học cả một đời rồi Cho đến hơi thở sau cùng rồi Nhưng vẫn không chịu buông xả Chết rồi Vẫn là không chịu buông Loại người này Học Phật dù học cả đời Vẫn không được thọ dụng Đời sau thì vẫn luân hồi Lục đạo như cũ Nếu thiện nhiều ác ít Họ có thể giữ được Hai đạo nhân thiên Đời sau Người có thiện hạnh nhiều Thì sanh thiên Người có thiện hạnh ít Thì được thân người Không thể thoát ly lục đạo Rất đáng tiếc Người có công phu đắc lực Chính là nói Sau khi họ nhìn thấu Thì có thể buông xuống Cái công phu này đắc lực Người có công phu đắc lực Thì siêu dược lục đạo luân hồi Đi về đâu vậy? Thật sự có công phu nhìn thấu buông xả Siêu dược tam giới Siêu dược lục đạo họ chứng được tiểu thừa, tu đà hòa đại thừa, sơ trụ bồ tát dần dần vì sao cơ hội nâng cao rất nhiều chư phật Gia tỳ họ Chư Bồ Tát Giúp đỡ họ Họ nhập môn rồi Nếu không có nhìn thấu buông xuống Thì chưa nhập môn Vẫn còn ở ngoài cửa Tuy là học Phật Chưa vào cửa Phật chúng ta không thể không biết đoạn kinh văn này của kinh hoa nghiêm hai câu quan trọng nhất này dạy cho chúng ta trí huệ như lai ở tại trong thân này không khác gì so với phật Chính là câu nói này Giữ Phật vô dị So với vị Phật nào vậy? Giới mười phương ba đời Ba đời là nói quá khứ hiện tại dị lai Gọi là ba đời chư Phật quyết định không có sai khác thành phật có khó hay không không khó nhìn thấu buông xuống thì được vấn đề của chúng ta ngày nay là ở chỗ nhìn không thấu buông không được nhìn thấu không thể buông xuống vì cũng như chưa nhìn thấu rồi buông xuống mà chưa nhìn thấu vậy thì cũng như chưa buông xuống rồi một tức là hai hai tức là một hay nói cách khác người nhìn thấu thì nhất định buông xuống người buông xuống thì nhất định sẽ nhìn thấu sau khi nhìn thấu buông xuống thì phải thường đọc tụng kinh điển phật pháp đại thừa đâu có ngại gì quyển sách nhỏ thần ái thế nhân này là do chúng tôi biên soạn bạn có thể ngày ngày đọc tụng ngày ngày buông xuống chúc mừng bạn bạn tuy là chưa có vào cửa nhưng cũng đã ở ngay cửa vào rồi Cách biệt Chỉ là ở một bước này Bước này mà vào được cửa Vậy thì chúc mừng bạn Cơ hội bạn thành Phật Đã ở ngay trước mắt rồi Chỉ cần không thối chuyển Dũng mãnh tinh tấn Cuộc đời này của bạn Rất có thể giống như Đại sư Huệ Năng vậy Đại triệt đại ngộ Minh tâm kiến tánh Trí huệ như lai Chính là minh tâm kiến tánh vô ngại là buông xuống vô tướng là nhìn thấu vô tướng là nhìn thấu vô ngại là công phu không có chướng ngại rồi làm sao biết không chướng ngại gì sáu căn ở trong sáu trận cũng chính là mắt thấy sắc Tai nghe âm thanh Không có đem sắc thanh để ở trong tâm Đây chính là nhìn thấu Đây chính là buông bỏ Thấy sắc nghe thanh đều khởi tâm động niệm vì thì sai rồi thấy sắc không khởi tâm không động niệm nghe thanh cũng không khởi tâm không động niệm vì thì đúng rồi vì sao vậy trong tâm không có âm thanh sắc tướng Mắt tai như vậy Mũi lưỡi thân cũng là như vậy Sáu căn tiếp xúc sáu trần Không khởi tâm không động niệm buông xuống là công phu là tu hành không khởi tâm không động niệm là trí huệ trí huệ gì vậy vô tướng trí huệ vô ngại trí huệ mấy câu này đối với một người chân thật muốn tu hành chân thật muốn xuất ly tam giới thoát ly biển khổ không thể không ở chỗ này mà hạ công phu quyển sách nhỏ này là tinh hoa được lựa chọn ra của mười tông phái trong phật pháp đại tiểu thừa đều nằm trong quyển sách nhỏ này ngoài cái này ra nó còn bao gồm Cả tinh hoa Của các tôn giáo khác Ở trên toàn thế giới nữa Cho nên quyển sách nhỏ này Rất đáng quý Rất hiếm có Đây chân thật gọi là Lời ít mà ý nhiều Là tôn giáo viên mãn là Phật giáo viên mãn. Quyển sách nhỏ này của chúng ta đích thực là đã có đầy đủ giải môn và hành môn của toàn bộ các tôn giáo. Đây là những chúng sanh của thời đại này có phước Mỗi câu mỗi chữ trên kinh điển Đều là tinh hoa Tinh hoa giải môn Và hành môn Của mỗi một tôn giáo bộ kinh này có thể thành phật hay không có thể vì sao có thể chị vì thành phật không phải là việc của người khác mà là việc của bản thân bạn mà đã là sư việc của chính mình phía sau đã nói trí huệ như lai ở trong thân Đây là Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói với chúng ta Hết thảy chư Phật Bồ Tát đã nói với chúng ta Như lai trí huệ Vô tướng trí huệ Vô ngại trí huệ Nằm ở đâu? Ở trong tâm của bạn Không nên đi tìm ở bên ngoài Bên ngoài không có Ở trong tâm của bạn ở chỗ nào vậy chân tâm trong chân tâm thì hết thảy đều có đầy đủ chân tâm vốn dĩ không có rời xa chúng ta vọng tâm thì có xa có gần có ở trong tâm chúng ta Hiện tại trong thân của chúng ta Toàn bộ đều là vọng tâm Vọng tưởng phân biệt chấp trước Toàn là những thứ này Ở trong những thứ này Đều là chướng ngại của trí huệ Là huyễn tướng mà trí huệ đã biến ra cho nên chúng ta đã bị mê. Làm sao lại mê? Thấy sắc khởi tâm động niệm, nghe âm thanh khởi tâm động niệm. Sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần, thời thời khắc khắc khởi tâm động niệm phân biệt chấp trước, có phải như vậy không? phải rồi một chút cũng không sai đây chính là việc mà khiến cho chân tâm của chúng ta mê mất chân tâm biến thành vọng tâm chân tâm không hiệu nghiệm thì vọng tâm liền đến làm chủ cảnh giới của chúng ta ngày nay là cảnh giới như vậy không thể nào không biết được phải sửa trở lại quay đầu trở lại đây là chân thật tu hành viễn ly hư vọng hết thảy dùng chân thật cũng chính là chúng ta thường hay nói là phải dùng chân tâm dùng chân tâm là phật là bồ tát dùng vọng tâm là lục đạo phàm phu dùng chân tâm để nhìn nhìn tất cả các hình tướng thấy được rõ ràng minh bạch sáng tỏ phân minh không có khởi tâm không có động niệm không có phân biệt không có chấp trước đây là mắt phật nhìn thấy được huệ nhãn nhìn thấy được vô ngại nhìn thấy được Phải luyện tập Thời thời khắc khắc Trong hết thảy cảnh giới Ở trong việc thấy sắc Nghe âm thanh Mà hạ công phu Trí huệ như lai Là trí huệ của chính mình Là chân trí vì sao vậy bạn vốn dĩ là phật mà bạn chỉ cần dùng tri kiến của như lai vậy thì có thể xưng bạn là phật bạn tương lai nhất định thành phật con đường hiện tại mà bạn đi là con đường mà như lai đã đi chân học phật không phải là giả không đi con đường phật đạo đi thế gian pháp là thánh đạo đại thánh đại hiền người trung quốc gọi là thánh hiền người nơi khác thì gọi là phật bồ tát dù người nước khác gọi là thánh gọi là phật gọi là bồ tát hay gọi là hiền thì đều là một không phải hai Cho nên chân thật học Phật Thì phải dùng nho Để mà đặt định nền tảng Viên mãn Chứng thành Phật Đạo Dùng nho để làm nền tảng Cho nên chúng ta thường hay nói Học Thích Ca Ni Phật Buông bỏ Tham sân si mạng nghi Học khổng lão phu tử Đề khởi Ôn lương cung kiệm nhượng Phu tử đối nhân xử thế Dù ở bất cứ chỗ nào Mà bạn có thể tiếp xúc với Ngài Đều là ôn hòa thiện lương Cung kính Tiết kiệm Lễ nhượng người như vậy thật đáng để cho chúng ta tôn kính người như vậy chính là phật bồ tát người trung quốc gọi là thánh thánh chính là phật phật chính là thánh cho nên dùng đạo của nhà nho làm nền tảng Dùng đạo của Bồ Tát Không ngừng nâng lên, lên cao Trong lịch sử hơn 2000 năm Ở Trung Quốc Đã thành tựu được biết bao cao tăng đại đức Biết bao nhiêu đại thánh đại hiện Chúng ta phải chăm chỉ mà học tập Hôm nay thời gian đã hết Chúng ta chỉ học đến đây thôi A-di-đà-phật một sứ giả hòa bình vì thiên địa lập tâm vì sinh dân lập mạng vì vạn thánh kế tuyệt học vì vạn thế khai mở thái bình toàn tâm toàn lực vì nhân dân phục vụ đó mới chính là một sứ giả cẩn dịch ban biên dịch tình không pháp ngữ địa chỉ email vòng tay cư sĩ gmail com người đọc hạnh quan phát tâm cúng dường do nhóm đệ tử quy thành kính cúng dường nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm di đà đồng cầu sanh về nước cực lạc nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi tịnh độ Trên đền bốn ân nặng Dưới cứu khổ ba đường Nếu có ai thấy nghe Đều phát tâm bồ đề Hết một báo thân này Đồng sanh về nước cực lạc Nam mô A Di Đà Phật